Mưa cuối mùa. Trời chớm gió đông, lạnh khô vào những buổi chiều. Hoa quỳ rộ vàng đó đây ven đường. Thế mà mưa thì vẫn cứ mưa, mưa đậm đà cuối chiều, mưa thêm cả vào đêm khuya. Giọng thu chẳng rõ vui hay buồn, mưa chi mưa dữ, cứ như là mùa đông xứ Huế không bằng. Chị Thương liếc xéo vặn lại, chưa hề sống ở Huế được một giây, bày đặt nói dốc. Cần chi phải ăn ở mới biết, em chỉ cần nghe những bài hát về mưa Huế là đã thấy ớn lạnh tới xương rồi. Chị đã ở Huế nhưng chưa chắc đã hiểu Huế bằng em, nghe chưa? Huế có hai cái khó thương, đó là mưa Huế và con trai Huế. Lại có hai cái rất dễ thương là cảnh Huế và con gái Huế. Ngon lành không? Tôi xin mẹ, mẹ đừng nghe mấy ông tân bốc mà mừng. Mẹ mà tắm gội cả tháng thì cũng chẳng ngửi thấy hơi hám cái Huế chút nào. Chỉ nghe toàn mùi đất Ba San thôi mẹ ơi. Em nói cho vui vậy thôi, em không mê tín đâu. Em đã nghe mấy o mình than thở rồi. Huế thơ, Huế mộng, Huế tông bộng hai đầu. Xưa lắc rồi em ơi. Đúng là tính mày ý đúc tính mấy o, bộp chợp quá đi. Quay lại với cơn mưa, chị Thương giải thích. Mày phải biết, năm nay mưa kéo dài là bị ảnh hưởng hiện tượng La Nina. Cuối tháng 11 rồi mà còn áp thấp áp thiết liên tục, không chừng mưa tới Noel đấy. Thu không hàm đôi co nữa, mưa mấy thì mưa, càng thích. Còn chị Thương thì thầm bảo, sớm muộn rồi bầu trời cao nguyên cũng sẽ trong xanh lồng lộn, nắng sẽ tràn về núi rừng, mimosa đã chớm nở, mai anh đào sắp nở. Hết vui chơi Noel rồi đến chào đón Tết. Ở xứ này mùa xuân thường đến sớm, đáng yêu lắm. Chị Thương luôn nghĩ như vậy, nhưng mặt mày thì ngày càng buồn xo, một nỗi buồn dây dứt và đầy hối tiếc. Phải thôi, chị đang nhớ anh Tân lắm đấy mà. Không nhớ sao được, trong lúc cả hai người đang hớn hở tính chuyện hạnh phúc trăm năm thì anh bỏ đi đường đột, chẳng thèm nói với ai một lời tạm biệt hay vĩnh biệt, kể cả đối với mẹ, người thương yêu anh gấp bội tình đồng hương thiêng liêng vốn có nơi mẹ. Mẹ buồn rầu, thỉnh thoảng cầu nhau. Cớ sự này là tại con quỷ thương chứ còn ai vô đó. Mẹ nghi ngờ chị Thương được đi làm ở công ty nước ngoài, có được đồng lương rủng rỉnh nên hư đốn. Bà luôn tin tưởng vào nít ăn ở đàng hoàng chung thủy của anh Tân. Trong suốt 4 năm ở nhờ nhà mẹ để theo đuổi học đại học, anh Tân chưa hề làm mít lòng mẹ điều gì. Anh còn giúp mẹ làm nhiều việc vì nhà thiếu đàn ông. Khi sửa chữa cái vòi nước, khi thay giúp cái bóng đèn, và thích nhất là anh tự nguyện làm lá chắn khá an toàn cho hai đứa con gái đang độ phơi phới của mẹ. Sau này anh sắp trở thành con rể chính thức, mẹ càng thương yêu anh, bên vực anh ra mặt. Mẹ hỏi chị Thương mấy lần, rứa mì đã có chi với hắn chưa? Mẹ muốn biết để mà hy vọng anh sẽ trở lại. Chị Thương vùng vằng, mẹ hỏi gì kỳ cục vậy? Còn đâu đã là vợ anh mà có với Kiết. Mẹ thất vọng mắng vu vơ, mì quá quắc lắm nghe mi. Rồi khăn gói bỏ về nhà cậu ngắm biển dãy quay. Nhà chỉ còn hai chị em. Chị đi làm, em đi học bữa đực bữa cái ở lớp đại học liên kết. Sinh hoạt gia đình chẳng cần theo giờ giấc nào cả. Ai thèm cơm thì cứ nấu lấy mà ăn. Ăn xong rồi bó gối dán mắt lên tivi xem phim nhiều tập. Đài nào cũng có phim tình cảm lâm ly hấp dẫn cả. Thấy người ta hôn nhau thoải mái, chị Thương hỏi em, đâu cần phải yêu đương mới hôn nhau phải không? Thắc mắc chi cho mệt vậy? Thu cầu nhau, tình thiết đang gây cứng không chịu theo dõi, lại quan tâm chuyện hôn hít linh tinh. Ờ đúng là tao hơi linh tinh, nhưng mà Thu này, gì nữa? Có ai hôn mày linh tinh chưa? Tao hỏi thật đấy. Thu vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Hôm nay nghe chị hỏi lạ thật. Nhớ ông Tân lắm rồi phải không? Nếu chị đã lỡ làm gì xúc phạm anh,
thì hãy xin lỗi đi. Anh ấy coi bộ độ lượng lắm đấy. Rồi tha hồ mà hôn nhau thắm thiết. Chị cũng không rõ anh ấy đi đâu Thu ạ. À. Thì phải đi tìm, nhắn tin, đăng báo hậu tạ. Thiếu gì cách ở thời buổi văn minh hiện đại này. Quãng đời tình ái trong phim rắc rối thêm chút nữa. Chưa hết, hãy tiếp tục theo dõi vào đêm mốt. Thu nhảy xuống giường bảo: em đi du dương, có về trễ thì chị đừng trông nghiêng. Cứ yên tâm nằm ngủ, anh Tân không đủ sức bỏ chị đâu. Hẹn hò với ai hả? Còn ai vào đó nữa? Yêu quách anh chàng ta cho chắc ăn phải không chị? Dễ dàng thế sao? Chị không hiểu là Thu đã thực tình yêu cậu Hạt ngơ ngác ấy chưa? Hãy chỉ mượn cớ ra khỏi nhà để khỏi nhìn mặt chị ngơ ngẩn như gà con mất mẹ. Chị lắng nghe mưa rơi và gượng hỏi em: trời mưa mà cũng đi chơi sao Thu? Thì đã có tình yêu che chở lo gì? Thu hí hửng, người ta bảo dìu nhau đi dưới mưa thì mới thấy có nhau một cách trọn vẹn. Chị có tin vậy không? Chị không thể trả lời, nhưng đã rõ là em mình đang yêu và không thể can ngăn nó được, vì tình yêu của chị không còn là món hàng mẫu như chị từng nghĩ. Thu ra khỏi cổng, biến mất. Chị Thương kề môi sát cửa kính và nhớ da diết. Thứ sáu tuần trước, nhằm ngày sinh nhật anh Tân, chị vô tình chẳng nhớ ra. Nói cho đúng là chị chưa bao giờ cố nhớ, vì anh chưa hề tổ chức sinh nhật bao giờ. Anh còn cho đó là chuyện vẽ vời lếu láo. Nhưng hôm nay, anh muốn được sống với chị một đêm nồng nàn tình yêu. Anh bảo khi đã thành vợ chồng rồi, thì chỉ còn sống với nhau bằng tình nghĩa, phải lo toan đủ điều. Tình yêu chỉ còn là kỷ niệm đẹp để cất giữ mà thôi. Chị đồng ý, anh hẹn sẽ đón chị tại công ty. Chị lo trang điểm thật kỹ trước khi đi làm, chị đẹp và hấp dẫn chưa từng thấy. Đến cơ quan, chị nổi bật giữa đám gái tơ đồng lứa, mấy ả sồn sồn điện đặt điều. Cứ ngắm em Thương là biết ngay sếp sẽ về tới cơ quan nội chiều nay. Chị không phải bận tâm phân bua hay trách móc gì họ. Người đáng trách là ông giám đốc nửa tay nửa ta của công ty này. Ông vừa đẹp mã, vừa hào phóng, đã gần 40 mà vẫn tần tẳng độc thân. Làm sao mà chẳng nóng lòng mấy chị quá lứa. Ông đi Âu về Á như đi chợ, lần nào về cũng có quà tặng đặc biệt cho chị, kèm theo nụ hôn ngọt xớt. Chỉ có chị Thương là còn lạc hậu lắm. Chị ít bắt tay thủ trưởng thôi mà đã run rẩy rồi, lúc nào cũng chú với cháu một phép. Chị Thương không ngờ những lời bị đặt ấy hóa ra linh nghiệm. Ông ta về tới lúc chỉ còn một mình chị ngồi cầu trời cho cơn mưa chóng nhẹ hạt, mong anh Tân mang áo mưa tới để cùng đi. Chị không kịp lánh mặt nên phải khổ sở phụ giúp ông ta đưa hành lý về phòng riêng. Ông cảm ơn chị rối rít. Chị vội vã trở lại văn phòng để tránh tai tiếng, nhưng rồi không tránh được. Thật oan ức cho chị vì anh Tân tới nơi vừa đúng lúc ông ta ôm siết lấy chị, hôn túi bụi lên má, lên trán chị. Chị không dám kêu, chị cố tránh đừng để ông ta hôn lên môi mình. Đến giây phút chị thoát khỏi vòng tay ông ta thì đã thấy anh Tân quay ra tới cổng. Chị đuổi theo anh dưới cơn mưa. Chị cố gọi Cố Vân Trừng nhưng cổ họng cứ nghẹn thắt, không chịu bật thành lời. Đến giờ này, chị chỉ còn mỗi hy vọng mong manh là chuyện tình của mình chưa chấm dứt. Nó cũng diễn tiến như một phim truyện nhiều tập và luôn có hậu. Phải chi mùa mưa đừng kéo dài. Trời cao nguyên vẫn còn bị ảnh hưởng nặng của cơn áp thấp nhiệt đới. Mưa đêm nữa rồi, chị định quay về phòng thì bất chợt nhận ra có bóng người lầm lũi vào ngõ nhà, tiến về phía chị. Anh Tân. Chị suýt bật khóc thì Thu hiện ra ở khoảng sáng giữa sân. Chị mở cửa hỏi to để tự trấn tĩnh mình lại. Sao về sớm thế hả Thu? Thu không nhìn chị, xong xọc vào nhà sau và đáp: trời mưa. Em bảo dìu nhau đi trong mưa tình lắm cơ mà. Em lầm, nó là đứa phàm phu, thằng tồi. Chị Thương thở dài, buồn quá, mưa ơi. Trong tiếng mưa rơi và tiếng gió rầm rào vây quanh,
chốc chốc tiếng nức nghẹn của Thu từ phòng lọt qua. Chị kéo chăn trùm kín đầu, tự nhủ mưa gió có kéo dài cho lắm rồi cũng đến lúc phải chuyển sang mùa tạnh ráo. Đời con gái rồi cũng vậy thôi, đừng có khóc như mưa, rồi mùa xuân lại quay về thôi. Thank you.